sạch túi trách han ông trời ơi. Nhiều khi cuộc sống cứ cuốn cô mới biết ai bên chúng ta. Đừng ăn cơm sao lại danh vật chán. Cuộc đời không như mơ, sống chân hòa cùng với nhau. Hãy trân trọng mọi điều quanh ta. Hòa chung nhịp sống khắp thế giới với đôi chân đi khắp nơi. Cùng tôi hòa theo niềm vui ngày mai. Nụ cười nở trên môi như dần hơi dần phai phôi. Hãy bắt đầu một ngày xinh tươi và hãy kết thúc bằng tiếng cười. Dạ kính chào quý khách. Chào. Trời ơi sao đường khói bụi quá chịu không nổi. Ngột ngạt mà xe cổ nó. Dạ xin hỏi quý khách muốn mua gì để em tư vấn ạ? Chào. Ủa, nãy hỏi gì nữa? Em gái hỏi tôi gì? Dạ chú muốn mua gì để con tư vấn cho chú. Trời ơi. Đầu óc giờ sao luôn. Chẳng nói giấu gì cô. Tôi ở bên nước ngoài về. Vậy chú là Việt Kiều ạ? Thì thằng gọi Việt Kiều vậy á. Thực ra thì tôi muốn vô đây để coi một số đồ điện tử á. Để tôi mua tôi làm quà cho bà con ở đây, bạn bè ở đây. Để tôi đi coi nha. Dạ. Coi hết rồi. Dạ, chú lựa được tôi, nào tôi chú? Tôi sẽ mua khoảng chừng 5 cái tivi. Với lại một số cái máy bếp lò nướng rồi ha. Dạ. Tôi thấy giá cả cũng hợp lý. Rồi thì giờ cho hỏi thăm. Dạ. Cô em là nhân viên ở đây hay là chủ ở đây? Dạ con là nhân viên đây thôi. Trời con xưng con nghe kỳ quá. Mang nhiêu tuổi rồi? Dạ con 23 tuổi. Ủa vậy hả? 23 tôi chú mấy tuổi chú? Tôi mới bước qua 50 thôi, mới bước qua đó, nhưng bước mà chưa chạm tới nữa. Dạ. 50 ngoài chút thì tôi mới bước qua thôi. Dạ vậy là chú cũng lớn hơn ba con vài tuổi. Nhiêu? Lớn hơn ba con vài tuổi thôi à, cũng còn trẻ lắm. Là nhiêu? Ba con 46. Ba 46. 23. Ba còn trẻ không? Dạ trẻ. Ôi vậy. Dạ. Ba con tập boxing mỗi ngày á, cho nên khỏe lắm chú, trẻ. Cũng giống như chú nè. Dạ. Trời chú cũng thích boxing hả? Không phải ý hỏi là ba của chơi cái môn này hả? Dạ đúng rồi. Chơi môn bạo lực quá. Nhà của ấy dạ. ở đâu? Dạ nhà con ở cũng Bình Chánh đây thôi. Thôi nói chuyện xin tên đi đừng con tên gì? Dạ Ngư. Ngư hả? Dạ. Ngư dân hay là ngư phủ hay là ngư? Dạ sông ngư. À sông ngư. Trời tên đẹp quá. Sông Ngư. Nhà có đầy đủ hết chưa? Nhà mấy, Ngư. Mấy lầu? Dạ nhà con trệt thôi à. Dạ. Có đầy đủ thí dụ như đồ gia dụng trong nhà đồ đầy đủ hết không? Dạ nhà con cũng bình thường chứ. Ủa dạ, bình thường hả? Chưa có hả? Thí dụ có nếu cần thì tôi tặng cho hả? Tivi thì nhà con cũng có nhưng mà cái này thì cao cấp cho nên là không cứ thích là tôi tặng cho. Không cao cấp gì hết. Có điều kiện thì mà. Chú mua tivi ở ấy đồng ý là tôi tặng không có gì hết á. Chứ lại cũng nói thẳng luôn nè, rất là muốn làm quen. Dạ được. Được không? Dạ được. Được, ra đây, ra đây nói chuyện. Ra đây đi. Trời ơi, nếu được ra đây còn nói chuyện liền. Rất muốn làm quen. Bị gì vậy? Nói nào nghe á. Ở về đây á, cái cũng buồn. Không có ai để mà nói chuyện, không ai mà đi chơi. Cho nên rất muốn làm quen. Dạ. Chứ là chẳng có giấu gì. Ở bên đó, nhà cửa, sự nghiệp, xe cộ, điều kiện quá là thoải mái. Mà khổ một cái là bên đó cũng không có bạn bè. Muốn là về đây tìm bạn. Trời. Nếu được vậy thì bữa nào định mời đi
uống cà phê rồi. Dạ được. Được hả? Dạ thích lắm. À, vậy hả? Rồi uống cà phê xong bữa nào mình đi ăn uống này được không? Dạ được luôn. Nhưng mà ngày nào được nha? Dạ thường là cuối tuần ấy. Ủa vậy hả? Cuối tuần hả? Cho có số điện thoại, cho số điện thoại luôn đi. Dạ có hết. Dạ cứ đưa điện thoại đây. Đây đây nè. Dạ. Có gì cuối tuần gọi ha. Thích không? Thích không? Bữa nào tặng cho em. Dạ thôi để con vô làm việc chứ không thôi ngồi đây hoài bị la. Rồi để tự nhiên coi cho ha. Dạ. Rồi có gì mình gặp cái gì cuối tuần ha. Cuối tuần. Ủa chú Sơn. Ê thầy ơi, chú không có gọi con qua đây luôn hả? Đây đây, con nói nghe nãy giờ con qua trễ là tại vì con đi mua cái dầu gội mà thuốc mọc tóc cho chú đó. Bữa chú nói cái cô nào bỏ chú ở bên đó mà không có tóc đó. Bây giờ chú nói con nghe, khỏi cái chuyện đó qua bên đi nha. Thuốc mọc tóc gì bây giờ tao đổi tóc giả luôn cũng được mà. Không sao, chú nói lo. Chú nhục đó, con tức quá. Cái gì tao mà nhục? Ngon rồi con à. Ngon hả? Không cần gì mày. Mới quen. Ai? Dễ thương lắm. Đâu? Đó, nhân viên ở đây. Dễ thương. Dễ thương không? Trời ơi. Quá dễ thương. Quá dễ thương. Tính tình hiền lành nha. Đúng rồi. Con gái một. Trời ơi. Ba làm gì tao biết luôn. Ba là bốc sinh đúng không? Trời bốc sinh đó. Biết luôn. Nhà ở đâu Bình Chánh biết luôn. Bình Chánh luôn biết luôn hả? Trời ơi. Trời đó, ơi. Quá rồi. Nè. Chú đang định là mua tivi với ba cái trang thiết bị này tặng luôn cho. Thôi nhà có rồi. Đó nhưng mà nãy nói rồi. Đồ không có cao cấp. Đồ thường không à. À dạ chú tặng luôn hả? À, tặng luôn. Trời ơi. Được. Giữ luôn á con. Quá dễ thương. Đầy đủ tiền nghi luôn nha. Được cưới á. Cưới rồi luôn. Cưới luôn nè ha. Cưới rồi. Ồ ghê vậy. Trời ơi. Cưới hồi năm rồi. Tại vì chú không có nhảy nước chứ đâu biết. Ừ. Ủa là sao mày nói sao cưới sao? Tại con với Ngư cưới rồi. Chú đâu có về nước được đâu, chú bận tận đó không nhớ hả? Ủa anh. Em ra đây cưng. Ủa ở đây lại vợ con. Trời ơi trong hình cưới nó mày đưa lên Facebook tao thấy nó mập đúng không? Ừ. Giảm cân. À vậy hả? Dạ. Ừ vậy con lại... Con chồng nó. Ủa lộn nó vợ con. Ừ. Vậy là cháu dâu hả? Cháu dâu của chú. Dễ thương đúng không? Mua quà rồi tặng rồi quà. Rồi năm rồi đâu có đám cưới giờ tặng cái tivi bù đúng không? Em cảm ơn nha em, chú dễ thương lắm. Thôi được rồi, bữa nào đi ha, bữa nào tính. Lấy cái thuốc mọc tóc. Ừ, lấy luôn cái này mua tặng chú hả? Dạ đúng rồi. Chú về nha. Dạ chú ơi. Hả? Tôi điện thoại đó, chú gọi gặp ba con nha. Cuối tuần ba con rảnh. Rồi hẹn đi ăn thôi chứ đừng nhậu nha chú. Ba con tập boxing cho nên không có nhậu được. Cái điện thoại số này là của ba con. Dạ. Thôi ba con gọi chứ, gọi ghẹo ổng quýnh gãy họng thôi. Được rồi. Rồi, khỏi mua nhiều thương chưa? Chiều ngồi bên bờ sông, tôi nhìn lên bầu trời cao. Chị em đó, nhạc sĩ hả? Rồi cái nhìn lên trời vậy thôi hả? Đâu? Đây thùng bán thằng Lạc. À, bánh gì hả? Đâu? Là đây gì thùng bán thằng Lạc.
Dạ. Em hiểu rồi, hiểu rồi. Ừ, hiểu chưa, hiểu chưa? Hiểu không? Dạ rồi, dạ dạ dạ. Đó. Dạ, à... Ủa, ông anh à... Cái bài này mình hát theo cái tông gì ạ? Là gì Thùng? Mang thằng Lạng. À. Đó. Ủa. Bắn thằng Lạng xong cái... Vậy thôi hả? Có làm gì nữa không? Có chứ. Đó. Mình sáng tác là mình phải có cái khúc sau, hiểu không? Như là hát tới khúc đó cái cao trào nữa, phải không? Sao nữa, sao nữa? Kia. À. Lấy gì Thùng á, lấy gì Thùng á. Bắn thằng Lạng. À. Thì đó. Sao sao đây, xe tới chưa nữa. Anh kể khúc sau cho em nghe được không? Ừ, cái đó cái xong rồi cái mình thôi giờ nè, anh cảm hứng của anh là chắc là anh có người yêu rồi phải không? Rồi cái bài này là anh viết riêng cho người yêu của anh phải không? Rồi cái xong cái sau này cái hai người hát cái bài này lên trong ngày cưới của mình. Rồi cái chắc chắn luôn, sau khi cưới xong, đếm tiền xong, cái bắt đầu nhạc này không vô, nhạc này không vô. Sau khi cưới xong, cái đếm tiền xong, hai người động phòng. Cái anh hát bài này lên. Rồi cái sau nữa anh kể, em muốn nghe, tại chưa có bộ, chưa muốn nghe, muốn nghe. Cưới vợ vậy? Đúng. Đêm động phòng. Hả, nhỏ nhỏ thôi. Ôm quái lên giường. Ôm luôn hả? Đó. Sang thế. Cởi ố quái ra. Đó. Vừa hôm lên là cởi liền hả? Ừ. Sang khi đưa cái tay xuống hông quái. Nhột quá, nghe nhột quá. Ngay cái lưng quần. Trời ơi. Rút cộng với thun. Bán thằng Lạng. Đó. Thôi anh bắn tiếp đi. Nãy giờ anh bắn chắc cũng chết cả chục con thằng Lạng rồi đó. Xe. Dạ. Cảm ơn ông anh. Wow. Dạ. Bắn thằng Lạng. Anh bắn nữa em bắn lọt mắt anh luôn đó. Kệ em đi, kệ em đi. Anh đi bên kia anh ngồi đi nha. Chị nghe nấy lo đi, xe anh sắp tới rồi kìa. Đó. Ê, anh phải dồn em vô đường cùng vậy đó hả? Đó. Lấy dây thùng. Bắn thằng Lạng. Đó. Dép này nè. Là cái dép đập vô cái thằng mà lấy dây thun bắn thằng Lạng đó. Đó. Bỏ qua đi mà. Ngày gì đâu không à. Wow. Đẹp quá ta. Anh họa sĩ hả? Hồi xưa em cũng thích lắm. Cái cũng tập vẽ nhà, xong cái tía nhà mới cho vẽ, rồi bữa đó nấu cơm vừa vẽ tranh, đốt nhà lên đây luôn. Đó. Bắn thằng Lạng. Thằng Lạng. Sao gì thun bắn thằng Lạng? Trời ơi, em biết rồi. Cái đợt năm trước đó, ngay cái ba trạm xe buýt này nè, có cái ông nào đó, ông bị lọt mắt ra là chắc con cha bắn thằng Lạng này bắn vô tranh, nó phản ra lọt vô mắt con cha họa sĩ nè, phải không? Hết thuốc chữa. Anh bảo vệ cây đàn của anh đó, chứ lát nữa em cần cây đàn của anh lắm đó. Dạ, anh ơi, anh ơi, thôi được rồi, em hiểu rồi. Trời ơi, tranh trừu tượng. Đó. Anh bắn thằng Lằng luôn hả? Không. Hay. Trong ba đứa phải có một đứa. Anh ơi, anh ơi, hay nè, thôi được rồi, em hiểu rồi. Ồ, rồi, anh, em đây. Đó. Bắn thằng Lạng. Thôi ông anh, em nói nghe nè. Ủa, thôi được rồi. Cái sức sáng tạo của mình nó đúng rồi đó. Ủa nhưng mà sao nãy giờ em thấy anh vẽ có con đường không vậy? Đó. Ngã tư. Đúng rồi, cái ngã tư nè. Nãy ngã tư. 1-3. Bắt cướp ngã tư. Bắt quá thì bắt luôn. Đó. Bây giờ thì bán thằng Lạng. 1-3. Đó. Bắt cướp ngã tư á. Thứ. Sang lấy dây thùng, sang lấy dây thùng, bán thằng Lạng. Là anh đang vẽ là cái vụ mà ngay ngã tư này nè, phải không? Ngã tư. Trời ơi,
mà mùa qua hả? Bắt cướp. Rồi sao nữa anh? Bắt quá bắt luôn á. Bà kia mấy chậu mới đạp xe đạp đi nghe. Rồi bà la lên phải không? Bà la lên phải không? Bắt cái xe đạp đó luôn. Trời ơi. Coi. Thôi bây giờ anh bình tĩnh lại, anh có thể cho em biết không? Tại vì em cũng sắp tới giờ anh đi. Cái này là cái ngã tư khúc này phải không? Ngã tư. Mà anh phát họa nó lên, anh sáng tạo lên những cái đường vẽ của anh, nó rất là ngăn nắp nè, vẽ ra rất là trật tự nè, rồi màu sắc rồi phối vô một bức tranh trừu tượng kể về một câu chuyện gì nè, anh kể là em nghe. Một ba. Lấy gì thun mấy thằng mày? Bắt bắn mắt mày á. Một ba. Bắt đuổi xe bắt cướp. Đó. Mày ngã tư á. Bắt quá bắt. Bộ con. Ý là công an ở đây nó chỉ chỉ có tập trung vô ngã tư này thôi hả? Bắt cướp ngã tư. Sang kia. Cướp bắt. Sang lấy gì thùng. Mấy thằng này. À, thằng này cầm cộng với thùng. Một quá. Bắn vô mặt mày. Đó. Uống thuốc. Bây giờ không theo nghệ thuật được. Uống thuốc. Uống thuốc. Ngã tư. Đó. Đó. Mấy thằng làng. Bộ ba băng cướp. Đó. Đó. Gì? Mày nói gì? Thích gì? Nói đại. Thích con khỉ khô. Trời ơi trời. Cô đang nói chuyện với một người. Một người mà một người đó mai mốt này sẽ không trở thành một người nữa, mà trở thành một thứ khác. Cô đang nói chuyện với thứ đó đó. Cô đừng có coi thường tôi. Một thứ khác? Là anh nó phải loài người nữa hả? Nó sẽ cao cấp hơn loài người. Nó là cái thứ gì đó mà con không thể nào tưởng tượng được đâu. Tranh thủ mà nói chuyện với tôi đi. Cao cấp hơn. Đã coi. Bưởi. Mua trái bưởi chua lét nè. Gì? Ủa nó làm gì vậy? Đang cua con gì á. Ôi tao nét nữa, nay mày làm gì vậy Đạt? Tập hình thể. Trời ơi là trời. Tập cơ bắp. Trời ơi mấy người nói chuyện với tôi lần này mà giữ khoảng cách nha. Nói chuyện với sự tôn trọng tôi nha. Mai mốt tôi khác người đó. Trời ơi, ông nội ơi, lo đi làm đi, kiếm tiền đóng tiền nhà cho tôi đi. Sắp tới tháng rồi đó. Đứng đó cà dẹo. Trời, em nói chị nha. Em là xong cái cú này á. Không phải là em trả tiền tháng cho chị đâu. Em trả tiền năm cho chị luôn. Có mới nói nha mày. Nó phải phe với hai người nha. Sắp tới đây, xóm trọ này sẽ xuất hiện một nhân vật rất là đặc biệt. Trời ơi, ủa mày giới thiệu ai nổi tiếng tới thuê phòng trọ hả? Trời. Nè, mày đừng nói mày đi ra ngoài mày làm chuyện tầm tay tầm bạ gì rồi á hả? Mang tay mang tiếng rồi lo cho anh nha. Anh nói là anh đi sửa mũi là đi sửa gì? Làm như tôi là cái bà mà nữ hoàng sửa sắc đẹp như bà nhìn trên TV á, không dám đâu. Tôi sắp trở thành một người nổi tiếng sắp cái xóm trọ này cho coi. Nó phải phe với hai người nha. Tôi nè vừa đặt tay xuống ký một cái hợp đồng quay quờ cờ. Gì? Quay quờ cờ? Quay quần cục đó hả? Cái gì? Quần chúng. Hai người coi thường tôi quá vậy. Quay quảng cáo. Một người ta đã đặt cái tôi là mấy gương mặt đại diện trong cái nhãn hàng của nước ngoài. Tôi là gương mặt đại diện đó mà quay quảng cáo ở đất nước mình nè. Đừng có giỡn. Cái cha nó cắt hùng rồi. Mày điên quá mày ơi.
Mày nghĩ sao cái tướng mày vậy mà quay quảng cáo? Trời đất ơi. Trời ơi, tôi ký hợp đồng người ta đặt cọc luôn rồi đó. Đừng có giỡn nha, không có tin tôi hả? Tôi nói thiệt. Thằng này nó ngủ riết cái nhà riết nó khùng rồi. Mấy người không tin hả? Thiệt, tôi em thề. Em tin anh. Đúng không? Em tin anh, mày mốt anh nổi tiếng. Anh sẽ kết bạn với em, còn bà này unfriend luôn. Bây giờ kết bạn gì? Mày bị khùng hả mày? Mày bị khùng hả? Trời ơi, sao mày quậy hai cục tạ tao vậy? Anh Đại, cho em miếng dừa uống đi. Dừa vậy mày? Cục tạ ở đâu đó? Tạ hay kỳ quá. Tao nói tạ mày đang nói chuyện với một người nổi tiếng nha. Trong sớm này mày đang nói chuyện với một người nổi tiếng là tao nha. Tao nói cho mày nghe, tao bây giờ là một cái gương mặt đại diện cho cái mẫu quảng cáo nè mày. Nha mày. Em biết rồi, cái tin đó em nghe rồi. Mày nghe đúng không? Đúng rồi, anh Đại có sắp quay quảng cáo á. Thấy chưa? Có người làm chứng cho tôi. Có người làm chứng cho tôi, thấy chưa? Ủa, vậy là thiệt á hả? Thiệt. Trời ơi. Sớm thành là anh ngon luôn á. Bây giờ là tranh thủ là nịnh tôi đi. Đó, bây giờ làm fan tôi đi, cầm cái tên tôi rồi lô hô hèo đồ hô hèo đồ vô. Đạt. Vậy cái hồi nào quay cái quảng cáo cái dãy trọ của gì chút nha. Mày mốt có cơ hội là tôi lăn xê hết cả sớm mày luôn chứ. Mày đừng có phá cục tạ của tao nữa coi, mày làm cái gì vậy? Mà quảng cáo cái gì, có biết chưa? Trời ơi, bây giờ lên đó tôi sẽ phát cho lúc mà bứt cái gương mặt này lên là mọi người sẽ bất ngờ liền. Trời ơi. Nhảy hàng ra ngoài. Sao không có? Đạt. Nè. Hả? Cái gì? Tính nói cái gì? Anh lấy em đi. Đạt ơi, em làm gì? Ui, mày lợi dụng quá mày. Vợ em. Cái đầu đây anh suy nghĩ lại. Đạt. Mọi người làm fan tôi đi. Cái gì? Anh giúp em chuyện được không? Cái gì nữa? Anh cho nói với công ty ở bên đó đó, cho em đóng cái vai nào nhỏ nhỏ, em kiếm tiền đóng tiền trọ được không? Nói thì nói không được rồi đó, nhưng mà biết sao không? Tại cái thương hiệu này thương hiệu độc quyền của người ta, chỉ có đặt ra là gương mặt đại diện thôi à. Chứ em sao được, em đâu có đặt em là cái bàn tay đại diện hay là cái bàn chân đại diện, chỉ có gương mặt đại diện thôi, em hiểu không? Nhưng mà cho em đóng ở chạy sau lưng tay đóng cao quần chúng được. Cái đó khó lắm, cái đó bên ban tổ chức với lại quảng cáo ở nước ngoài nó lạ lắm, không có sử dụng được mấy cái đó. Dạ, không có tiền. Muốn kiếm tiền đúng không? Anh sẽ tạo điều kiện kiếm tiền luôn, tôi là tôi tốt bụng lắm. Bây giờ là muốn kiếm tiền là hai người làm fan tôi đi, còn làm trợ lý cho tôi đi. Trợ lý là làm gì anh? Trợ lý giống như là lên lịch cho tao rồi đó. Ê, lên lịch cho tao rồi. Có tiền không? Có. Tao lãnh tiền trong quảng cáo này, tao phát lương mày luôn. Vậy có tiền chơi à? Mấy người làm fan tôi đi. Cho nói chuyện đó sao em chị là tay lít đồ này nọ được không? Tay lít là ý là gì? Thì giờ tao mua quần áo đồ rồi giờ. Khi tôi nổi tiếng là tôi không bao giờ bỏ rơi mọi người đâu. Lên lịch đi. Bây giờ là sắp lịch ngày mai nè. Ngày mai là lúc mà 3 giờ anh làm gì nè? Anh 3 giờ khuya hả? 3 giờ lên lịch. Thôi 3 giờ đó để anh ngủ đi được. Đúng 5 rồi. 5 giờ bắt đầu. 5 giờ sáng đi. Làm việc là 5 giờ. Dạ. 5 giờ thức dậy đi tiểu. Rồi sau đó là 6 giờ làm gì nè? Đánh răng rửa mặt. Đánh răng rửa mặt đúng không? Đánh rửa mặt. Đi tiểu đánh răng rửa mặt. Đúng rồi. 1 tiếng đồng hồ đi tiểu đánh răng rửa mặt 1 tiếng đồng hồ em sắp lịch như vậy. Trời ơi, có thời gian thư thả. 6 giờ rưỡi nào? Dạ ngủ lại. Là gì? Sức khỏe. Rồi lên lịch 6 rưỡi ngủ. Cầm hai cục tạ vô. Lên lịch cho khoa học đồ xíu. Mai mốt tôi sẽ lăn xe mọi người. Lên lịch tiếp vô bàn lịch tiếp nè. 7 giờ. Nó nổi tiếng cái nó lăn xe. Đánh răng rửa mặt. Ủa gì sao đánh răng rửa mặt nãy mới rồi đánh răng rửa mặt xong ngủ rồi giờ. Sức khỏe. Trời ơi, anh nói vậy là ăn cuộc đời của anh là chỉ có ăn với đánh răng thôi đó hả? Đâu trời, ngôi sao đầu là lịch, đầu lịch mới nè. 8 giờ làm gì? Đi ngủ. 8 rưỡi. Đang rửa mặt. Mày có lịch khác không? Đổi lịch coi. Trời ơi, tao bàn lịch lại mày lại được. Tắm. Ủa, hai nó ở chung nhà hả? Ủa, giờ lấy nhau luôn hả? Hai thằng khùng dễ sợ. Trợ lý gì mà lên cái lịch tối ngày đánh răng với đi ngủ. Tao không biết nó đóng quảng cáo gì nữa. Chị ơi, có khi nào ảnh mua TV. Mua TV ngoài cả xóm tới coi. Trời ơi, vậy hả? Trời lớn luôn. Tỉnh ra nè. Cái ghế đi, đặt cái ghế chỗ ra đây. Anh Đạt đi, anh Đạt vô chúng sao? Vô lên. Thiêu dẹp ghế. Bây giờ mày làm nghệ sĩ rồi mà mày còn bưng bê cái gì nữa? Ủa vậy ai trợ lý ai? Quên. Ngày hôm nay là tôi ăn mặc đẹp để tôi đóng quảng cáo đó. Mấy người đừng có giỡn với tôi. Anh ơi. Trời ơi, anh quảng cáo. Anh đóng vai siêu nhân phải không? Trời ơi, một cái mặt hàng bí mật mọi người sẽ coi bất ngờ liền. Ôi biết rồi, siêu nhân đi quan nè. Nhỏ đầu nắm này nói chuyện vui duyên quá anh ơi. Anh tới lịch anh đi chưa? Tới lịch làm gì? Đánh răng.
Trời ơi, sáng giờ đánh 30 lần rồi, thôi bỏ bớt cái xô đánh răng này đi. Không phải đánh nó mới sạch sẽ chứ. Không, bây giờ là tới giờ quay quảng cáo thôi. Rồi bỏ luôn. Bữa nào mà rảnh mày đổi anh trợ lý đi để tám làm cho. Anh ơi, bây giờ bầu xô rồi em trái máy luôn rồi. Trái máy luôn hả? Nãy giờ lo bận tập thể hình nữa đây. Tôi đi quay quảng cáo nha. Rồi đi 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 đi. Mọi người đón xem. Chừng nào có leo tivi dạ. Đúng không? Chứ tivi đúng không? Lúc mà là anh mà nổi tiếng không giờ quên em nói. Cửa lên chồng tương lai. Đừng có đụng. Đừng có la khán giả của tôi chứ. Chồng tương lai cửa lên. Nó suy nghĩ lại. Chị mua cái tivi. Mời cả xóm. Tao mua cái tivi mời cả xóm. Coi quảng cáo của mày. Ôi, nhớ quảng cáo. Nè, nhớ quảng cáo cái dãy chọn của mình nhớ không? Nhớ không? Nhớ. Người đàn bà quá đáng. Chơi chồng. Im đi. Tập trung vô nó coi tivi nè, tự nhiên ra mình làm gì vậy? Không, em phải hát chị nội, anh chịu lấy em đi thôi. Người đàn bà quá. Em nè, tập trung hết đi coi tivi nè, chuẩn bị quảng cáo tới rồi. Ê ê, mấy người ơi, đừng có coi cái tivi này, đừng có coi cái quảng cáo này, cái tại vì cái này á là nó chưa có đúng với cái đẳng cấp của anh Đạt nha. Đó mọi người đừng có coi ai về nhà đấy đi, mấy chị giết văn vậy, giết văn vậy, chơi có bông về chơi, chơi có bông. Mua tivi 8-9 triệu bạn mới về mở cho cả xóm coi. Thôi em khinh cái tivi về nhà nha. Thôi. Ủa mày coi rồi hả? Chưa có coi, vô đây ngồi coi luôn. Mày vô đi coi coi chồng tôi hay chứ. Tới chưa? Đó. Con. Ảnh xuất hiện rồi kìa. Mọi người hãy nói cho tôi biết đi. Tại sao bạn bè lại xa lánh tôi? Tại mày đi thôi. Ồ. Nhưng mà hãy nói tôi biết đi. Một sự thật, tại sao người yêu tôi cũng xa lánh tôi? Tại anh miễn thôi. Trời ơi, hết trơn rồi. Hay không mọi người? Hay không? Hay quá. Anh miệng thối. Trời ơi, tôi bịt khẩu trang nghe mọi người cũng nhận ra tôi luôn hả trời? Trời ơi, mẹ ở đây chứ đâu mà không nhận ra. Ôi, tấm nói nghe là tấm diện dễ xào lưng tinh ngoài chợ là tao túm cổ lại tao hỏi thằng miệng thúi nhà bà hả? Ơi miệng thúi nhà bà tao ừ liền tao chỉ rồi phòng số 3 tao đòi vô hỏi coi có miệng thúi cỡ nào. Trời ơi anh ơi, em nói anh nghe nè, trời ơi cái chuyện mà anh suy nghĩ lại của em có được làm vợ anh không á, anh khỏi suy nghĩ đi, ba má em không thích ai miệng thúi. Trời ơi con này thúi mà không, cái quảng cáo là anh đóng Đạt nha. Trời ơi anh diễn mà em tin anh thúi miệng thiệt luôn á. Anh miệng thúi. Sao vậy anh? Mấy người đứng ngưỡng mộ tôi kiểu vậy được không? Trời ơi, đâu phải ai cũng được đóng quảng cáo đâu. Quảng cáo gì kỳ quá, bây giờ tôi nổi tiếng kiểu gì kỳ cục quá vậy. Trời ơi, ra đường đứa nhỏ 3 tuổi rồi nó xuống căng, nó vẫn nhìn thấy tôi. À, anh miệng thui. Nó chưa có mọc răng đâu, mọi người biết tôi miệng thui nữa. Bây giờ đi ra bà bắt cá. Bây giờ bà bắt cá, bà thành hình, bà nhìn. À, thằng miệng thui. Đi đâu luôn, à, thằng miệng thui. Tôi không biết giờ sao luôn. Đúng rồi, nổi tiếng vậy rồi, anh nổi tiếng. Quá nổi tiếng đồng miệng thúi mày. Thảo từ từ mình nhận thông mới chứ đúng không? Ây da. Ây da. 2, 3. Anh miệng thôi. Anh. Có xô mới. Cái gì vậy? Alo. Phải trợ lý của anh miệng thúi không vậy? Dạ đúng rồi, em trợ lý của anh miệng thúi. À cái miệng của anh còn thúi không vậy? Hết thúi rồi. Còn thúi người ta mới mời xô. Còn thúi nha, thúi dậy sống. À không sao, tôi mời anh quảng cáo cái sản phẩm khác. Rồi, vậy anh, ok, dạ, nhận. Nè, có show mới. Mọi người, cái mẫu quảng cáo miệng thúi bây giờ bỏ qua một bên nha. Bỏ qua. Bây giờ tôi nhận cái mẫu quảng cáo mới, một cái hình tượng mới. Một gọi như là dạng như xoái ca xuất hiện, chứ không phải là ra đường ai cũng chỉ tôi thằng miệng thúi, anh miệng thúi vậy nha. Bây giờ là khác, cái mẫu quảng cáo gì? Thật sẽ là hoàng bây giờ. Lên lịch ngày mai liền nè. 5 giờ. Dạ, đi tắm. 6 giờ. Ngủ. 7 giờ. Đi tắm. Ủa sao giờ nó không chịu đánh răng nữa, tôi đi tắm không vậy? Mày quảng cáo gì vậy? Thuốc trị hôi cánh. Alo. Anh tới rồi nè. Đang ở lầu 2. Trên showroom á, ngay chỗ bán TV á. Ừ,
Ừ. Thôi rồi. Nghe em ta. Chuyện thầy gọi gì trời? Dạ alo. Alo 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 alo. Sao tôi gọi lâu bắt máy quá vậy? Dạ. Thưa thầy à. Dạ thầy. Đang ở đâu đó? Dạ em đang ở bệnh viện thầy. Bệnh viện làm cái gì? Dạ mẹ em đau, mẹ em đau. Mẹ em đau à? Dạ. Mẹ em bị bệnh gì mà đau? Dạ mẹ em bị bệnh gần chết rồi thầy. Em chạy gấp vô bệnh viện á thầy, nên em đi học không được thầy. Mẹ em bị bệnh gần chết à? Dạ dạ. Đưa điện thoại cho mẹ em nói chuyện với thầy. Dạ thầy, mẹ em gần chết xin điện thoại được thầy. Vậy thì đưa cho người nào có trách nhiệm đưa nói chuyện thầy, đưa cho ba đi, nhanh lên. Dạ dạ dạ. Ừ. Ba thầy con gặp. Alo, chào thầy. Dạ chào anh ạ. Thầy. Tôi là thầy thể dục của con trai anh ạ. Ồ vậy hả thầy? Có chuyện gì không thầy ha? Của gia đình anh, vợ anh đang có bệnh nặng lắm hả? Vợ tôi khỏe rồi anh. Khỏe rồi hả? Vợ tôi khỏe rồi. Vậy cho tôi gặp vợ anh đi. Mình ơi. Gặp thầy không? Thầy không? Alo, chào thầy ạ. Dạ, chào chị ạ. Dạ. Tôi là thầy giáo thể dục của Phong nè chị. Dạ, sao thế ạ? Ủa, nghe nói chị bệnh sắp chết hả chị? Dạ, dạ em khỏe rồi ạ. Sao ông Long nó nói với tôi là chị bệnh sắp chết rồi? Ôi giời, cái thằng này vớ vẩn. Dạ, em vào bệnh viện thế này, tự nhiên em bỗng nhiên tỉnh lại ạ. Thầy vô cái tự nhiên cái tỉnh lại hả? Dạ. Trời ơi, may mắn quá, chúc mừng chị nha. Dạ. Cảm ơn chị ơi, cho chú gặp lại anh Phong đi chị. Dạ dạ, dạ. Gặp Phong luôn ạ. Dạ. Thầy con gặp này. Dạ luôn, nghe thầy, dạ em nghe thầy. Thầy vẫn chưa tin em, cho thầy gặp người lớn tuổi nhất ở trong bệnh viện đi. Dạ dạ, dạ lớn tuổi nhất, dạ có ông cô nội em thầy. Mà ông cô nội em đang bận live stream rồi. Trời đất ơi. Đâu, đưa thầy gặp cho. Dạ dạ dạ. Ông cô nội, ông cô nội. Ông cô nội. Ông cô nội. Mà từ từ dừng lấy tim chứ được không, nói chuyện với thầy con xí. Alo. Dạ con chào bác ạ. Chào alo. Dạ bác ơi, bác đang live stream hả bác? Đang live stream. Ơi xong dạ, live stream hả bác? Để ơi nói chuyện với bạn bè. Vậy hả? Dạ dạ, vậy thôi bác cứ live stream tiếp đi nha. Tôi vẫn chưa tin. Dạ dạ, sao thầy, sao thầy không tin thầy? Đưa cho bà nội nói chuyện với thầy. Có bà nội đâu? Dạ dạ, mà nghe tiếng mẹ em đa là cả nhà em vô bệnh viện hết. Dàn họ vô hết. Dạ, đưa cho bà nội nói chuyện với thầy. Dạ dạ dạ. Alo, thầy. Dạ em chào chị ạ. Chị cái gì? Đây ông nội của ông Phong. Dạ con chào bác ạ, con xin lỗi bác. Sao vậy cứu ơi? Bác ơi, có phải là Phong với bác đang ở trên bệnh viện không bác? Ở trên bệnh viện. Thì cái nhà dòng họ nghe tin là mẹ nó bệnh nặng rồi, lật đật ai cũng vô hết bệnh viện thầy. Vậy hả? Dạ rồi, cảm ơn bác, cho con gặp Phong đi bác. Gặp Phong nữa hả? Sao gặp nó hoài vậy thầy? Dạ thì tại vì con đang nghi ngờ nó lại đi chơi đó bác. Trời ơi, đi chơi gặp nó nè. Dạ dạ em nghe thầy, dạ em nghe thầy. Dạ sao thầy? Tôi cái gì mà gia đình dòng họ anh tập trung với đó rồi nói cho đỡ cho anh á là tôi thấy là có ai đó nữa không? Dạ dạ bà nội đi toilet ra thầy. Sao gia đình em vô bệnh viện gì mà đi đông quá vậy? Dạ tại mẹ em bị bệnh nặng á thầy, nghe tin bị bệnh nặng là gia đình dòng họ vô hết. Mấy nghệ sĩ nữa thầy, bà con là quen biết mấy nghệ sĩ á, thấy mấy nghệ sĩ cũng tới thăm mẹ em nữa. Có chú Hoài Linh luôn thầy, có chú Hoài Linh luôn á thầy. Có hả? Đâu, cho thầy gặp Hoài Linh đi. Chào gặp Hoài Linh đó thầy. Chú Linh, gặp thầy con xí chú Linh, năn nỉ luôn chú Linh. Kệ nói gì, đỡ con tiếng chú Linh là nó là con đang ở bệnh viện. Dạ, dạ. Alo, chào thầy. Hoài Linh!
Mình Linh ơi. Thầy đừng có quá khích, nói chuyện điện thoại cứ bình thường. À chạy đây bệnh viện á, tôi mở loa ngoài à. Hơi lớn quá thầy. Mình Linh ơi, tôi thần tượng anh lắm luôn á, Mình Linh ơi. Dạ cảm ơn thầy. Rồi cho tôi xin chữ ký đi, anh đang ở đâu vậy? Tôi đang bệnh viện, tôi chạy qua nha Linh. À thầy ơi, tối nay tôi diễn được kiểu mới. Rồi để tôi chạy qua bệnh. À quên, tối diễn được kiểu mới xong là tôi đi Mỹ luôn đó. Trời đi Mỹ hả? Tôi đi không có được rồi. Alo anh Linh ơi, tôi đi Mỹ không được nhưng mà anh gửi chữ ký về Việt Nam cho tôi được không anh Linh? Alo thầy, chú Linh, thầy nói cái gì mà chú Linh giục điện thoại cho bỏ chú chạy luôn thầy. Ai biết đâu thầy xin chữ ký thôi mà sao Linh bỏ chạy vậy? Dạ chú thầy nói gì hết thầu luôn á, chú bỏ chú chạy giục điện thoại chạy luôn mà chú chạy xô đó thầy. Thầy tính chưa? Trời ơi, thầy không ngờ là hả gia đình em quen biết Quỳnh luôn á. Dạ, trời gia đình em quen nghệ sĩ nhiều lắm. Có chú Bố Trung nè, có chú Bố Trung Long Tấn nè. Bố Trung hả, cho thầy gặp đi. Dạ thầy, chú Bố Trung. Dạ, chú mới tới, dạ con đình chú. Dạ, thầy, chú Trung gặp nói chuyện với thầy con được không chú Bố Trung? Dạ. Trời ơi, anh Trung. Trời ơi, cái gì vậy? Tôi nè. Tôi sao vậy? Tôi thầy giáo thể dục nè, nhớ tôi không? Chứ cái gì vậy trời? Anh Trung ơi, anh Trung. Dạ alo thầy. Sao vậy trời, sao anh Trung đâu rồi? Dạ cũng bỏ chạy luôn rồi thầy. Trời đất ơi, thầy xin chứng kiến mà sao ai cũng bỏ chạy vậy? Dạ không biết sao thăm mẹ mà thầy nói chuyện cũng chạy. Dạ trời ơi, thầy không ngờ là gia đình em quen biết nhiều nghệ sĩ vậy luôn á. Dạ gia đình em có quen Trường Giang không? Dạ có anh, có Trường Giang luôn. Có Trường Giang đó luôn hả? Dạ. Thôi thầy không nói chuyện với nó đâu. Sao vậy thầy? Không, thầy không thích nó lắm. Dạ. Có Trấn Thành không? Dạ, gia đình em không có chơi với Trấn Thành. À, không chơi Trấn Thành luôn. Dạ. Thôi vậy thôi. Dạ. Trời ơi, không ngờ luôn á, gia đình em quen biết dữ quá ha. Dạ, gia đình em quen biết rộng lắm. Dạ. Mà em nè, bây giờ thầy vẫn chưa tin lắm đâu nha. Bây giờ cho thầy gặp người cuối cùng. Trời ơi, sao thầy không tin thầy? Đúng rồi, em đó là chuyên gia cướp học, bỏ trốn, giả bộ. Bây giờ cho thầy gặp đứa em gái của em đi, con nít không bao giờ nó xạo. Dạ, em ghế hả thầy? Út, là Biếu. Mới mua chó về cho mẹ hả? Để nói chuyện với thầy thì anh hơi nè. Út. Dạ, alo. Alo. Dạ, con nghe. Em gái của ông hả? Dạ, con là Út ạ. Chào em, thầy là thầy giáo thể dục của Phong nè. Dạ. Nguyên gia đình em đang trên bệnh viện hả? Dạ, nguyên gia đình luôn á thầy. Nguyên gia đình luôn hả? Gia đình em có quen Hoài Linh luôn đúng không? Dạ, má em hồi xưa làm phục trang á, má em quen hết với nghệ sĩ luôn á. Vậy hả? Hoài Linh có em qua nhà em chơi không? Dạ, có thầy, lâu qua rủ ba em đi câu cá thầy. Vậy hả? Rồi còn Bảo Trung có hay tới nhà em ăn cơm không? Dạ không, Bố Trung mới qua nhà ăn cơm. Bố Trung là năn nỉ lắm mà ba em mới qua nhà ổng thôi. À vậy hả? Em ơi, cái chỗ em ngay chỗ bệnh viện nó có nhiều tivi không em? Dạ không thầy, chỉ có cái tivi đo điện nổ của máy em thôi. À là cái đo điện tim á hả? Dạ. Cho thầy gặp cái chị áo đỏ ngồi gần đó đi em. Dạ, chị áo đỏ. Sao thầy biết gần em có chị áo đỏ luôn thầy? Ừ. Thầy nè em. Dạ. Thầy đang bệnh viện nè em. Oh no. Hay ha. Em nghĩ sao em qua mặt được tôi? Hả? Nè, bây giờ tôi đưa thử cho em một cái giọng này, em giả thử cho thầy nghe nha. Dạ. Em giả giọng thiệu trưởng cho tôi. Ngày mai đi lên viết bản kiểm điểm nha. Giả đi. Thầy, em giỏi thầy dặn theo trưởng không được. Thầy, anh đừng có đi công tác được không? Chú em đây chắc cũng đang chờ một chuyến xe đi vội chăng? Tôi có hẹn với bạn gái. Anh tới nghiệm thu cái bồn Labobo nè ơi. Cái gì cũng khuyến mãi hết á. Khùng hả? Khùng gì? Giỡn hoài. Có thuốc đỏ không? Để dán mày mà lại, hiểu không? Không, bữa nay anh Chiến. Mày coi chừng cái mặt mày đó. Mặt tao có gì coi chừng? Giang hồ quýnh lộ thì ra làm cầu quýnh đi chứ nó giống Trung Nguyễn. Ngoài đó nắng. Đi em. Trong đây có máy lạnh. Mát.
trong lành. Im hết đi. Trời đất ơi, anh sao vậy? Ăn cướp anh giật đồ mà tự nhiên sao không vậy? Mày ăn cướp hả mày? Mày nhìn anh ơi, sao anh đánh gì kỳ vậy? Nhẹ nhàng quá vậy anh. Đón xem tập 36 Biệt đội siêu hài phát sóng vào lúc 21:50 thứ tư ngày 4/10/2017 trên kênh HTV7. Hi hi hi, tiếng cười luôn quanh ta. Ha ha ha, muốn tiếng ca mọi nhà. Ngày nay người ta hay online để xem mình cao sang hơn ai. Đi đến nơi nào cũng check in selfie. Ô anh kia trông thật là manly. Ô cô kia trông dáng ôi sexy. Đại ca nhiều khi hay lo xa, đại gia thì ăn chơi xa hoa. Tiền tiêu sạch túi check han ông trời ơi. Nhiều khi cuộc sống có khó khó, mới biết ai bên chúng ta. Đừng ham giàu sang lời danh vật chất. Cuộc đời không như mơ, sống chân hòa cùng với nhau. Hãy trân trọng mọi điều quanh ta. Hòa chung nhịp sống khắp thế giới, với đôi chân đi khắp nơi. Cùng tôi hòa theo niềm vui ngày mai. Nụ cười nở trên môi, như dần hơi dần phai phôi. Hãy bắt đầu một ngày xinh tươi. Và hãy kết thúc bằng